Trong bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy source code từ trên hệ thống của chia sẻ của mình về, sau đó là làm sao đấy để các bạn có thể là nhập vào trong hệ thống hiện tại của bạn và có thể chạy được cái dự án này. Thế thì như các bạn đã biết được rằng là cái bộ phần các cái video trước mà mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách tạo ra một cái website về bán hàng, nó có đầy đủ các cái chức năng như là thêm giỏ hàng, rồi các cái chức năng về thanh toán, rồi các cái mục danh mục sản phẩm. Ok, và thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình là làm sao để build được cái website như thế này từ hệ thống của các bạn trên các cái code mẫu của mình. Thì cái này thì mình chỉ giới thiệu là hy vọng rằng cái này chúng ta dùng để tham khảo thôi và để chạy và test chương trình, còn lại là chúng ta nên code theo các cái phần video hướng dẫn của mình thì nó sẽ các bạn sẽ thu được nhiều kiến thức hơn. Rồi các bước chúng ta cần sẽ làm là như sau. Đây là các cái hệ thống trang quản trị của nó này. Rồi ok. Ví dụ như khi các bạn đang vào cái kênh của mình thì ở phía bên dưới này này, nó có một cái mục gọi là Bitbucket, các bạn kích vào đây. Nó sẽ chuyển sang cái phần toàn bộ cái phần mã nguồn của cái dự án này. Thì mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất có thể. Bình thường thì mình sẽ sử dụng zip để mình lấy code về, nhưng ở đây mình tránh trường hợp những bạn không biết về zip thì làm nó sẽ khó, thì mình hướng dẫn cách có thể nói là easy nhất là các bạn kích vào cái này này, nó có cái mục gọi là download này, các bạn đợi nó download về xong là được. Đây mình giả dụ xong rồi nhé, mình tắt đi, rồi mình tắt luôn cả video này đi. Rồi ok, mình sẽ vào cái folder mà có chứa cái mã nguồn mình vừa download về. Thì đây này, nó chính là cái mã nguồn, tên của nó là như thế này nhé. Các bạn xóa cái file này, nó tự động giải nén rồi. Giả dụ ở đây mình đặt tên folder là Goki Shop nhé. Rồi mình copy cái folder này vào. Thì sau đó các bạn copy cái folder này, lưu ý này, đây này. Đấy. Các bạn copy cái folder này vào và các bạn đẩy vào trong cái folder SAM htdoc. Thì của mình đây, mình vào folder SAM. Tất nhiên là máy của các bạn ấy thì các bạn vào ổ C, nếu mà Win là vào ổ C, sau đó có cái phần SAM PP các bạn kích vào trong htdoc. Rồi, bây giờ các bạn copy paste nó vào đây. Ở đây mình đang có một cái folder cũng là Google Shop rồi nên mình xóa nó đi, đặt là backup đi. Để nó không gặp lỗi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ paste nó vào. Ok này, paste vào này. Rồi ok, cái folder mình vừa đẩy vào nó là đây nhá. Thì các bạn nhìn này, sau đó các bạn dùng một cái công cụ soạn thảo bất kỳ nào đấy của các bạn cũng được. Ở đây mình dùng Supply Text, mình mở cái folder dự án mà lúc nãy mình vừa mới download tải về. Và vào đây chẳng hạn. Ok. Mình vào cái thằng application. Máy của các bạn thì các bạn cứ vào ổ C thôi, SAM thôi nhé, SAM PP đấy. Xong các bạn chọn. Ở đây các bạn tìm đến cái folder của các bạn vừa xong này. Ở đây của mình nó chính là Google Shop nhé. Các bạn có thể đặt tên giống cho nó tiện một công follow. Rồi ok, chúng ta tắt hết đi này. Đây, đây là cái folder của cái dự án mà các bạn vừa tải về. Thì trong phần folder này nhé, nó sẽ có một cái file là database.sql. Đây là cái hệ thống cơ sở dữ liệu mẫu cho cái bài này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhập database bằng cách nào? Đầu tiên các bạn tạo ra cái tên database nhé. Các bạn đặt tên là gì cũng được. Mình đặt là db 2.gokishop. Giả dụ mình đặt tên là như thế này. Sau đó các bạn chọn vào cái UTF-8MB4 GB code này. Sau các bạn tạo database. Các bạn đợi một chút là cái phần này của bạn tạo đã xong này. Các bạn là bây giờ nhập dữ liệu từ cái file này vào trong hệ thống database, các bạn kích vào đây này, có cái phần nhập này. Đấy, các bạn chọn đến cái file đó là được. Đây các bạn nhìn này, vào cái folder Google Shop trong cái database. Đây, tên database các bạn chọn vào. Rồi, sau đó các bạn là thực thi thôi. Các bạn đợi một chút. Hệ thống này nó sẽ export xong. Đây các bạn nhìn này. Vậy là hệ thống này của bạn là đã thực hiện cái quá trình import dữ liệu sẵn cho các bạn rồi. Đây. Và tất cả mấy cái mật khẩu này mình đều đặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Các bạn dùng lấy để mà test nhé. Thì phần này của chúng ta là đã nhập xong database nhé. Thì bước tiếp theo này, các bạn sửa lại cái cấu hình kết nối database vào cái thằng này. Các bạn vào cái file config này.
các bạn là dùng tên database lúc nãy các bạn tạo ra là db gofishop như thế này. Đấy, như thế này là được rồi. Và mọi thông tin không khác gì cả đây. Và các bạn là bật test nhé, lokihop.gofishop đây. Đây các bạn nhìn này, sau khi các cái bước thao tác của bạn như thế này là nó đã đẩy vào được vào cái hệ thống web của bạn rồi. Các bạn vào trang admin, login. Ok, trang nó là admin. Đây. Ok, các bạn hoàn toàn có thể thoát ra để vào lại nhé. Và tài khoản thì mình đang để là 1 cho đến 6 rồi. Các bạn là kích như thế này là được. Ok, cái này chắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cái này chắc nó đang gặp vấn đề gì. Ok, mình check lại xem cái database này. Ok, cái này mình nhớ không nhầm mình đang đặt mật khẩu là như thế thôi. Chúng ta có thể check lại nhé. Các bạn có thể gen lại cái mật khẩu bằng cách như sau. Các bạn dùng cái MD5. Đây, thực ra là các bạn có thể vào cái trang này của mình. Nó là MD5. Đây. Mình sẽ cho cái mật khẩu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, đây là cái mật khẩu này. Mật khẩu này, ok, mình nhầm. 1, 2, 4, 5, 6 nhé, mật khẩu này. Để lấy lại mật khẩu thôi. Đây, mật khẩu này mình kết hợp với private key này. Đây, nó đúng là cái mật khẩu này rồi mà. Đây, đúng mật khẩu từ 1 đến 6 rồi đấy. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mình check lại xem cái login này nó có vấn đề gì. Tại sao lại đang lỗi. Ok, phần authent nó đang chạy vào authent login rồi. Ok, ái chà, cái này nó phần login này thì đúng rồi, fail tồn tại rồi thì nhảy ra cái trang khác. Đây là process login. Ok, process login này, security password. Đây chúng ta có thể check lại xem cái password này nó gen ra có đúng không nhé. Cũng có thể là cái tài khoản này mình đã xóa. Ở đây xem nào. Ok, mật khẩu vẫn đang deleted, đang bằng không hết mà. Rồi ok. Rồi, mình sẽ check cái này xem database nó ra cái gì. Và năm này. Rồi ok, chúng ta chạy lại nhé. Defect này thôi. Null. Mình đang thấy câu lệnh này nó đang ra là null. Chúng ta test cái này xem nào. Ok, mình check lại xem nhé. Câu truy vấn sẽ là gì? Ok, đây. Delete là bằng 1. Đoạn này mình đang viết nhầm câu truy vấn. Cái đoạn này delete sẽ phải bằng 0. Các bạn để ý nhé. Có nghĩa là nó chưa bị xóa thì chúng ta mới chạy. Nếu mà làm như thế này thì tài khoản login chỉ được phép duy nhất là cái thằng này thôi. GoiShop này thôi. Đây, mình trước cái đoạn trước là mình thêm cái này vào chắc là nó bị nhầm. Cái này thì các bạn sửa nó lại là delete bằng 0 nhé, cho mình là được. Rồi ok, thì các bạn biết login được. Đoạn này nó là một cái bug thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta test lại này. Các bạn là login lại này. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nhập. Như thế này là các bạn đã login thành công. Và đây là cái hệ thống trang quản trị của cái website này nhé. Rồi, như thế này là mình đã thấy được là mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách để import cái source code từ trên hệ thống của thằng Bitbucket, Bitbucket để đưa vào hệ thống của các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã follow theo dõi.